các bạn thân mến, đây là vòng cuối cùng của chúng ta mang tên là Chinh Phục Đỉnh Cao. Và luật chơi như sau, mỗi đội sẽ cử duy nhất một thành viên đứng ở vị trí xuất phát của chương trình. Chúng ta sẽ có 20 câu hỏi được đặt ra, nếu như trả lời đúng sẽ được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Nhưng khi đúng được bước lên phía trước một bước. Và đặc biệt hơn hết là trong cái quá trình mà chúng ta đi tìm đỉnh cao thì nó cũng có rất nhiều gian nan và thử thách. Ở dưới hầm của tụi em sẽ có rất nhiều những loài động vật. Hãy trải nghiệm nó nhé. Thùy Anh sẽ là người tham gia trò chơi này. Bữa nay là ai ạ? Trinh. Phương Trinh, hay lắm. Nào, xin mời hai cô gái. Chúng ta sẽ có hai gói, gói 1 và gói 2. Chúng ta sẽ có 10 giây để trả lời. Câu hỏi đầu tiên dành cho Thùy Anh như sau. Kim loại nào được loài người tìm thấy đầu tiên? Sắt đi, sắt. Sắt ạ. Sắt là đáp án cuối cùng của bạn. Xin được chúc mừng, bạn đã đứng nguyên chỗ. Câu trả lời của chương trình đó chính là đồng. Câu hỏi đầu tiên của chương trình như sau. Đỉnh Phan Xipang thuộc tỉnh nào? Lào Cai. Mời Trinh bước lên phía trước một bước. Bước đi, bước đi. Hãy bước đi và... Bưng bãi vô đây mình. Nè. Nhìn đi. Bưng kính vô. Ôi, bây giờ ăn lương cơ sở được mà. Ăn được nhưng mà đứng cho đó không được. Nếu mà em không lên sao, em sao hết. Không có cắn, không có cắn. Vô cả lên, vô cả lên. Hết sợ rồi, vô cả lên. Bây giờ tiếp tục. Câu hỏi của Thùy Anh như sau. Dao gì chém không đứt? Giao diện. Giao diện. Câu trả lời chưa chính xác. Sai rồi. Sai rồi sao lại. Câu trả lời của chương trình đó chính là dao động. À. Nào cũng giống nhau mà anh. Không sao đâu em à, mình đứng im đó chứ nhìn Trinh nè à. Mặt có tội nghiệp dễ sợ chưa chị. Trinh thiền chị ơi, thiền. Tập trung, bình tĩnh trả lời câu hỏi. Trong phòng có 10 cây nến đang cháy. Gió thổi tắt mất 9 cây. Hỏi hôm sau còn lại mấy cây nến? Hôm sau còn 10 cây. Hôm sau còn lại 10 quá cây. Quá giỏi luôn. Hôm sau đốt lại từ đầu. Hôm nay là đổi 9 cây thôi, hôm sau thì... Là chuyện mới. 10 cây là một đáp án chưa chính xác. Mời bạn lùi lại phía sau một bước. Câu từ 9 hôm cây. Trước qua tới ngày hôm sau mà nến còn 9 cây. Chính xác là như vậy. Chỉ còn 9 cây nến thôi. À, cây kia cháy hết rồi. Cây kia cháy hết rồi. Cây kia cháy hết rồi anh ơi. Câu hỏi tiếp theo dành cho Thùy Anh như sau. Mù Căng Chải thuộc tỉnh nào? Đây là Hà một địa danh rất đẹp. Hà Giang. Hà Giang. Hà Giang. Vẫn còn 2 giây. Chị Yến nhắc nghe em không biết Hà Giang. Hà đây Giang là một đáp án chưa chính xác. Chính xác là Yên Bái. Phương Trinh ơi. Hả? Ổn không? Bây giờ nói đúng là phải bước vô lại hả? Đúng. Không lẽ bây giờ mình cắn răng mình trả lời sai chứ, đúng không? Thôi ráng lên. Câu hỏi tiếp theo của Phương Trinh như sau. Pháo hoa có xuất xứ từ nước nào? Từ Trung Quốc. Chính xác, mời bạn. Hãy bước đi và đứng đi. Dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần điểm. Đúng rồi, để anh đấy. Hay lắm. Rồi, về. Câu hỏi tiếp theo của Thùy Anh như sau. Một cây gậy có hai đầu. Hai cây gậy rưỡi có bao nhiêu đầu? 6 đầu. Hai cây gậy giữa thì vẫn là một nửa cây nữa, vẫn là 6 đầu. 6 đầu. Trả lời. 6 đầu. 6 đầu. Sao nhẹ nhàng quá vậy? 6 đầu ạ. Chính xác em ơi. Mời em bước lên. Bước lên. À. Hình xui lắm nha. Em đang câu giờ cho chị Trinh. Ôi giời ơi. Đào xuống luôn. Đừng dính. Quá. Câu hỏi của Trinh thì sao? Một người phụ nữ 45 tuổi hỏi người đó có bao nhiêu ngày sinh nhật? Một ngày sinh nhật. Chính xác, chúc mừng. Lên mà. Mời em bước lên phía trước. Tại sao mà chị rất thông cảm với đôi mặt. Đây xù để cho. Đừng nhìn. Tiếp tục về chỗ, về chỗ. Ôi sao nãy rồi đứng. Câu hỏi của Thùy Anh như sau. Remy là giải thưởng về lĩnh vực gì? Âm nhạc. Chính xác, chúc mừng em. Bước lên. Y chang. Câu hỏi tiếp tục của Phương Trinh. Trời ơi, lo cho đồng đội mình đi, nó mất máu rồi kìa. Câu hỏi của Trinh như sau. Cái gì ở giữa bầu trời và trái đất đố mẹo? Cái gì ở giữa bầu trời và trái đất? Và trái đất đố mẹo, mẹo hả? Hết thời gian nhanh lên. Đó là Con người. Con người chưa chính xác. Đó bầu chính trời cái gì? Và trái chữ đất bà. Đó chính là chữ bà. Chữ bà. Mời Trinh lùi lại bước. Thôi, cái này chúng ta đã kết bạn với bà. Không, mình làm quen, con mình này quen, làm quen với nhau rồi, đi. Rồi, để chừng xuống. Bây giờ câu hỏi của Thùy Anh như sau. Con cá gì không bao giờ ốm được? Cá mập. Cá mập. Chính xác, chúc mừng, mời em bước lên phía trước một bước.
Hãy bước đi và đừng nghĩ suy. Em cứ bước qua thôi, đừng anh lùa đó. Đây là câu hỏi của Phương Trinh Jolie. Có một thứ mà tuổi thơ của thanh niên, là thời thanh xuân của trung niên, là toàn bộ quá khứ của người già, đó là gì? Có một thứ là tuổi thơ của thanh niên, là thời thanh xuân của trung niên, và là toàn bộ quá khứ của người già, đó là gì? Trả lời. Quá khứ của... Sao nhắc không chịu, nhắc lớn lên, đó chính là ký ức. Mời bạn lùi về sau một bước. Rồi, tiếp tục, Thùy Anh, câu hỏi của em như sau. Quốc gia nào là nơi đã tìm ra số 0? Quốc gia nào tìm ra số 0? Ai Cập. Hết thời gian. Ấn Độ. Ấn Độ là đáp án chính xác. Mời em lùi về sau một bước. Và bây giờ câu hỏi tiếp theo của Phương Trinh là Oscar là giải thưởng về lĩnh vực gì? Phim hoặc Oscar. Là điện ảnh. Chúc mừng. Đây. Thùy Anh, một miếng vải dài 6 mét, mỗi lần cắt được 2 mét. Hỏi cắt mấy lần sẽ được những miếng vải bằng nhau? Hai lần. Chuẩn bị, hết thời gian rồi. Bao nhiêu lần cũng được. Nhanh lên. Thích cách bằng nhau thì là cách bằng nhau thôi mà em. Vẫn là đáp án sai. Ba vẫn sai. Một miếng vải dài 6 mét, mỗi lần cắt 2 mét. Hỏi cắt mấy lần sẽ được những đoạn vải bằng nhau là 2 lần. Câu hỏi của Phương Trinh Jolie như sau. Cố lên má. Cái gì nuốt được nhưng không ăn được? Nước chai, nước bọt. Cái gì nuốt được nhưng không ăn được? Nước miếng. Ơi. Nước miếng. Sai. Nói chi tiết. Nhưng nước là đáp án chính xác. Chúc mừng Phương Trinh. Mời bước lên phía trước một bước. Tiếp theo dành cho Thùy Anh như sau. Máy vi tính sẽ không thể khởi động nếu thiếu linh kiện nào? Cắm điện á. Máy vi tính à? Ổ điện ạ. Ổ điện. Không. Nút khởi nguồn. Chưa chính xác và hết thời gian. Và câu trả lời của chương trình đó chính là RAM. Rồi, tiếp tục câu hỏi. Lá cờ của Olympic có mấy vòng tròn? 5 giây. 6 vòng, 4 vòng. Tính cho kỹ. 6 vòng, 4 vòng. Audi. 6 vòng. Sao vậy? Đáp án chính xác là 5 vòng thôi. Chỉ có 5 vòng thôi. Cuối cùng dành cho Thùy Anh như sau. Có một con ốc sên bò từ Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh, tại sao chỉ mất có 3 phút? Nó bò trên bản đồ. Hay lắm rồi. Chúc mừng em 10 điểm nữa. Hay quá em ơi. Bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng của Phương Trinh. Ngày 1 tháng 3 là sinh nhật của Minh. Vậy ngày 1 tháng 5 là ngày gì? Ngày 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động. Chính xác, chúc mừng. Mời Trinh bước lên phía trước một bước. Đó là những câu hỏi của hai đội chơi ngày hôm nay. 3 vòng thi đấu, điểm số hiện tại của đội Vui Thắng Tiền là 100 điểm. Và điểm của đội Trí Tuệ là 120 điểm. Thế nhưng, có một cái đặc quyền mà Minh Sự đã chia sẻ. Nếu như trải qua 10 câu hỏi, bạn đứng ở vị trí nào thì bạn sẽ nhận được thêm cái điểm số tại vị trí đó. Thùy Anh đứng ở vị trí 10 điểm. Bạn sẽ nhận được thêm 10 điểm nữa cho đội của mình là 130 điểm. Và Phương Trinh, bạn đã đứng ở vị trí số 2, 20 điểm nữa. Rất tiếc khi đội mình chỉ có 120 điểm mà thôi. Sẽ là đội về nhì ngày hôm nay. Và đội chiến thắng sẽ được chúc mừng cho đội. Trời ơi, Chí Tuệ. Chỉ chênh lệch có 10 điểm mà thôi. Cho nên là chúng ta vẫn phải chúc mừng và cảm ơn rất là nhiều về tinh thần vô cùng bản lĩnh của đội Vui Thắng Tiền. Các bạn nhận được giải thưởng là 9 triệu đồng. Và chắc chắn rồi, giải thưởng còn lại 12 triệu đồng thuộc về đội Trí Tuệ. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ, các ngôi sao đã đến với chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao tuần này. Đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi trong khung giờ quen thuộc, đó chính là 19:15 ngày thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình là phát hành truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.